Trong vài năm gần đây, ngành điện ảnh của Trung Quốc đã có màn quay trở lại vô cùng mạnh mẽ. Tự tin khi đối đầu với thị trường quốc tế thông qua việc tạo ra những tác phẩm điện ảnh thu về doanh thu vượt trội. Đã có không ít phim điện ảnh xứ Trung đã để lại ấn tượng khá tốt trong lòng khán giả nội địa, chứng tỏ sức hút và sức mạnh của nền điện ảnh của đất nước tỷ dân này. Hãy cùng Cbiz Phim điểm qua danh sách những phim điện ảnh Trung Quốc đáng xem nhất trong 2 năm vừa qua nhé! Lưu Lạc Địa Cầu 2. Đạo diễn: Quách Phàm. Diễn viên chính: Ngô Kinh, Lưu Đức Hoa, Sa Dật, Lý Tuyết Kiện. Lưu Lạc Địa Cầu 2 tiếp tục kể tiếp câu chuyện của phần 1 trước khi mặt trời sắp bị nổ tung, khi con người vẫn còn nháo nhào tìm mọi cách để cứu vãn sự sống của trái đất. Phim bắt đầu ở mốc thời gian những năm 2040, kéo dài đến những năm 2060, khi đứng trước nguy cơ mọi sự sống trên địa cầu đều bị hủy diệt bởi mặt trời. Các nhà khoa học Trung Quốc đã đưa ra quyết định mạo hiểm rằng sẽ sử dụng 10.000 động cơ hạt nhân cùng với thang máy vũ trụ để đưa địa cầu ra khỏi hệ mặt trời. Tuy nhiên, giới tư bản và các thế lực chính trị đứng sau họ lại không muốn điều đó xảy ra, họ đã đề xuất một dự án khác có tên gọi là dự án sự sống số. Theo đó, cơ thể con người sẽ được cấp đông trong các hộp đông lạnh, còn ý thức của con người sẽ được bảo toàn trên máy tính. Giới tư bản đã tìm mọi cách vận động hành lang để dự án sự sống số được giới chính trị chấp nhận và triển khai, từ đó thu được lợi nhuận khổng lồ. Đứng trước những chiêu trò phá hoại từ những thế lực phản đối, các nhà khoa học và người đại diện Trung Quốc trong chính phủ trái đất thống nhất, tổ chức kế nhiệm Liên Hiệp Quốc, vừa phải nỗ lực thu hút sự liên kết quốc tế xung quanh đối với dự án Di Sơn, vừa chạy đua với thời gian để có thể cứu trái đất khỏi diệt vong. Bối cảnh không gian vũ trụ của Lưu Lạc Địa Cầu 2 được xây dựng chân thực, thiết kế kiến trúc, phương tiện cơ giới hoành tráng và phục trang đẹp mắt để tạo nên hiệu ứng hình ảnh khiến người xem không thể rời mắt. Bộ phim cũng cho thấy bước tiến vượt bậc về mặt kỹ xảo của dòng phim khoa học viễn tưởng ở Trung Quốc. Vô Danh. Đạo diễn: Trình Nhĩ. Diễn viên chính: Lương Triều Vĩ, Vương Nhất Bác, Châu Tấn, Hoàng Lỗi, Trương Tịnh Nghi. Bộ phim lấy bối cảnh năm 1941, khi quân đội Nhật Bản tấn công Trân Châu Cảng của Hoa Kỳ, châm ngòi cho cuộc chiến tranh ở châu Á, Thái Bình Dương. Với sự bùng nổ toàn diện của chiến tranh ở châu Á, Thái Bình Dương, cục diện cuộc chiến tranh chống Nhật của Trung Quốc đã hoàn toàn thay đổi. Lúc này, ở Trung Quốc, chính phủ Bù nhìn thân Nhật sẵn sàng làm con tốt thí, khiến cho cuộc chiến chống xâm lược của người dân càng trở nên tồi tệ. Trước tình thế ngàn cân treo sợi tóc, một chi bộ đặc biệt của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã được thành lập ở Trùng Khánh để lấy thông tin từ chính phủ Bù nhìn và các cơ quan gián điệp Nhật Bản ở Thượng Hải. Vượt qua hệ thống tình báo phức tạp đằng sau phòng tuyến của kẻ thù, họ thâm nhập sâu vào nội bộ của bên địch, chia rẽ nội bộ kẻ thù, thu thập thông tin tình báo và gửi những thông tin quý giá đó cho tiền tuyến. Từ đó, thành lập một mặt trận thống nhất rộng lớn hơn cho đến khi chiến tranh chống Nhật giành chiến thắng. Vô Danh được ghi hình bí mật ở Thượng Hải trong 130 ngày. Bộ phim đánh dấu màn tái hợp của Lương Triều Vĩ và Châu Tấn sau 6 năm, đồng thời cũng là lần hợp tác thứ 3 của Châu Tấn và Vương Nhất Bác. Mãn Giang Hồng. Đạo diễn: Trương Nghệ Mưu. Diễn viên chính: Thẩm Đằng, Dịch Dương Thiên Tỷ, Lôi Giai Âm, Trương Dịch, Nhạc Phân Bằng. Mãn Giang Hồng lấy bối cảnh thời Thiệu Hưng nhà Nam Tống vào khoảng thời gian 4 năm sau khi tướng quân Nhạc Phi qua đời. Vào đêm trước cuộc đàm phán dẫn đầu bởi Tể tướng Tần Cối với nhà Kim, sứ giả của nước này bị phát hiện chết tại dinh thự của ông ta. Và bức thư bí mật mà sứ giả nhà Kim mang theo cũng đã biến mất một cách bí ẩn. Lo sợ bí mật bị bại lộ, Tần Cối lệnh cho phó tướng Tôn Quân do Dịch Dương Thiên Tỷ đóng và cháu họ của mình là Trương Đại do Thẩm Đằng đóng phải tìm ra bức thư trong thời hạn một canh giờ. Cuộc truy tìm bức mật thư bắt đầu với những đầu mối lỏng lẻo và liên tục bị đứt đoạn. Điều này không chỉ đặt tính mạng của Trương Đại, Tôn Quân vào vòng nguy hiểm mà còn cả những người có mặt trong sự kiện quan trọng này, gồm cả Tần Cối. Mãn Giang Hồng là tên phim và cũng là tên bài thơ nổi tiếng nhất của Nhạc Phi, danh tướng chống Kim thời Nam Tống. Toàn bộ phim hầu như chỉ diễn ra trong một khu dinh thự và cũng chỉ gói gọn trong một canh giờ. Nhưng tài tình thay, dù đi ngược hẳn so với phong cách làm phim cổ trang thông thường, đạo diễn Trương Nghệ Mưu vẫn nhào nặn ra một Mãn Giang Hồng cuốn hút và hấp dẫn từ đầu đến cuối, khiến người xem khó lòng rời mắt khỏi màn hình và luôn tự hỏi chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Được ăn cả ngã về không. Đạo diễn: Ninh Hạo. Diễn viên chính: Trương Nghệ Hưng, Kim Thần, Vương Truyền Quân. Phim kể về thế giới lừa đảo thông qua mạng Internet, xoay quanh hành trình thoát thân khỏi hang ổ băng nhóm lừa đảo của anh chàng kỹ sư IT có tên Phan Sinh do Trương Nghệ Hưng thủ vai. Trong phim, Phan Sinh và Anna do Kim Thần đóng bị lừa bởi một bài viết tuyển dụng hấp dẫn, có cơ hội ra nước ngoài làm việc với mức lương cao. Nhưng khi đến nơi, Phan Sinh mới bàng hoàng nhận ra rằng đây thực chất là một cái bẫy. Đứng sau màn kịch đó chính là một tập đoàn lừa đảo xuyên quốc gia.
Khổ sở vì bị tra tấn ngày đêm, Phan Sinh và Anna phải dùng trí tuệ của mình, giả vờ trở thành tay chân của bọn lừa đảo để tìm cách cứu lấy bản thân. Đây là lần đầu tiên màn ảnh rộng xứ chung có một bộ phim trình bày câu chuyện nội tâm kinh hoàng của toàn bộ chuỗi ngành công nghiệp lừa đảo trực tuyến ở nước ngoài trên màn ảnh rộng. Được ăn cả ngã về không trở thành bộ phim có doanh thu cao nhất trong lịch sử điện ảnh Trung Quốc sau 3 ngày công chiếu. Những phân cảnh chia bài của nhân vật Anna hay phân cảnh nhân vật của Vương Truyền Quân, giây trước còn ra dấu giết người, giây sau cúi đầu bái Phật đã khiến khán giả phải nổi da gà và trở thành video xu hướng vô cùng nổi tiếng trên mạng. Phong Thần phần 1. Đạo diễn: Ô Thiện Nhĩ. Diễn viên chính: Hoàng Bột, Phí Tường, Lý Tuyết Kiện, Hạ Vũ, Vu Thích, Na Nhiên, Trần Mục Trì. Phong Thần tam bộ khúc được quay dựng dựa trên tiểu thuyết nổi tiếng Phong Thần Diễn Nghĩa, kể về cuộc chiến thần thoại giữa thần, người, yêu, ma ở cuối thời nhà Thương. Phong Thần một khởi đầu với việc trời đất bỗng trừng phạt nhân gian bằng hàng loạt hiện tượng kỳ dị. Khương Tử Nha lĩnh mệnh sư tôn rời núi Côn Luân, mang Phong Thần bảng dâng cho Thương Vương ân thọ, đồng thời cử người đi khắp thiên nhai tứ hải để tìm người nắm giữ sứ mệnh giải cứu chúng sinh khỏi cảnh lầm than. Tuy nhiên, Khương Tử Nha không biết rằng nguồn cơn của tai ương đều đến từ việc Thương Vương Ân Thọ cấu kết với Hồ Yêu Đát Kỷ và Thân Công Báo gây đảo lộn tam giới. Điều này tạo nên thế trận chính tà giằng co khắp thế gian. Bên cạnh đó, xuyên suốt Phong Thần tam bộ khúc phần 1, khán giả còn được theo dõi hành trình trưởng thành của thiếu niên anh hùng Cơ Phát. Từ nhỏ, Cơ Phát đã đến Triều Ca làm con tin, sau đó nhận Trụ Vương làm nghĩa phụ. Trong quá trình lớn lên, chứng kiến sự dũng mạnh và thiện chiến của Trụ Vương Ân Thọ trên chiến trường, Cơ Phát ngày càng bị ảnh hưởng sâu sắc, cậu hết lòng trung thành với Trụ Vương và xem hắn như là người cha tinh thần của mình. Tuy nhiên, sau nhiều lần chứng kiến sự bạo tàn của Trụ Vương, niềm tin của Cơ Phát đối với Trụ Vương cũng đã vụn vỡ hoàn toàn và cuối cùng tự mình vực dậy, mạnh mẽ đối diện chống lại gã hôn quân. Phong Thần một khép lại với chi tiết Cơ Phát trốn thoát khỏi Vương Đô trở về Tây Chu, đánh dấu bước khởi đầu của công cuộc nổi binh tiêu diệt nhà Thương. Phong Thần phần 1 cho thấy sự đầu tư hoành tráng về mặt kỹ xảo, bối cảnh xây dựng chân thật đến từng chi tiết như trong lịch sử, các cảnh hành động, võ thuật đều do diễn viên tự thực hiện. Bộ phim cũng được giới làm phim đánh giá là thử nghiệm thành công trong lĩnh vực sản xuất phim sử thi Trung Quốc. Cô ấy mất tích. Đạo diễn: Trần Tư Thành. Diễn viên: Chu Nhất Long, Nghê Ni, Văn Vịnh San. Phim điện ảnh Cô ấy mất tích được cải biên từ tác phẩm hài cạm bẫy dành cho người độc thân của Liên Xô năm 1990. Ngoài ra, kịch bản còn tham khảo vụ án thai phụ người Trung Quốc rơi xuống vách núi ở Thái Lan năm 2019. Phim kể về việc cô gái Lý Mộc Tử do Văn Vịnh San thủ vai và chồng là Hà Phi do Chu Nhất Long thủ vai đi du lịch Malaysia để kỷ niệm ngày cưới. Nhưng sau đó, Lý Mộc Tử đột ngột biến mất. Sau nhiều ngày không có tin tức gì của vợ, Hà Phi nhờ cảnh sát địa phương tìm kiếm, nhưng cảnh sát cho rằng vợ chồng anh chỉ xích mích nhỏ nên từ chối lập hồ sơ vụ án. Ngay lúc này, Lý Mộc Tử trở về, nhưng Hà Phi lại khẳng định đây không phải là vợ của anh ta, dù Lý Mộc Tử đưa ra được đầy đủ chứng cứ. Bên cạnh đó, cô còn tố cáo chồng dùng ma túy gây ra ảo giác từ lâu. Sau đó, luật sư nổi danh Trần Mạch do Nghê Ni thủ vai tham gia vụ án, khiến vụ việc ngày càng xuất hiện nhiều nút thắt khó giải thích. Trong lồng bát giác. Đạo diễn: Vương Bảo Cường. Diễn viên chính: Vương Bảo Cường, Vương Tấn, Mã Hổ, Tiêu Ương, Lý Thần. Trong lồng bát giác là một câu chuyện cảm động, thể hiện tinh thần quật cường, ý chí vươn lên của các cậu bé vùng núi. Cùng với đó là hành trình tìm lại ánh hào quang của nhân vật Hướng Đằng Huy do Vương Bảo Cường thủ vai. Hướng Đằng Huy từng là nhà vô địch hàng đầu của bộ môn đấm bốc nhưng lại bị kẻ khác hãm hại đến mức phải giải nghệ. Hướng Đằng Huy phải lủi thủi trở về vùng quê nghèo của mình để tìm kế mưu sinh qua ngày. Tại đây, anh bắt gặp những đứa bé sống trong vùng núi nghèo khó, không có người thân để nương tựa, cuộc đời không có hy vọng. Sau đó, các cậu bé này được Hướng Đằng Huy nhận nuôi, luyện tập sức khỏe và dạy chúng thi đấu boxing. Bộ phim ghi lại chân thực những bài tập boxing đầy khắc nghiệt, đó là khoảnh khắc lũ trẻ đổ mồ hôi, máu và nước mắt mong tiến bộ từng ngày để tìm thấy tương lai cho mình. Song, một số tờ báo cho rằng Hướng Đằng Huy đang lợi dụng bọn trẻ, ép trẻ em làm việc quá sức khiến lớp học của anh có nguy cơ bị hủy bỏ. Hướng Đằng Huy sẽ phải làm gì để đối mặt với sức ép của dư luận, để duy trì lớp học cũng như tìm kiếm một tia sáng cho tương lai của chính mình và cho những đứa trẻ vùng núi ấy. Điều thứ 20. Đạo diễn: Trương Nghệ Mưu. Diễn viên chính: Lôi Giai Âm, Mã Lệ, Cao Diệp, Lưu Diệu Văn, Triệu Lệ Dĩnh. Điều thứ 20 là bộ phim phổ biến pháp luật, trong đó nội dung là 3 vụ án có thật, gây tranh cãi về luật phòng vệ chính đáng. Nam chính Hàn Minh, do Lôi Giai Âm đóng, là một công tố viên đã bước sang độ tuổi trung niên.
Vốn dĩ anh chỉ muốn nỗ lực để có thể sớm về hưu sớm và sống một cuộc sống an nhàn ở đoạn đường còn lại của đời người. Nào ngờ kể từ khi được chuyển đến Viện Kiểm sát thành phố, Hàn Minh lại bị cuốn vào một vụ án giết người gây tranh cãi dữ dội. Không chỉ có bản thân Hàn Minh bị rơi vào thế khó, mà người nhà của anh cũng đang vướng phải một loạt rắc rối khác. Khi con trai Hàn Vũ Thần do Lưu Diệu Văn thủ vai thì đánh con trai của hiệu trưởng bị thương. Còn người vợ Lý Mậu Quyên thì lại do quá tức giận mà cô đã đánh hiệu trưởng và làm loạn trong phòng họp, khiến cho vụ việc càng tiến triển theo chiều hướng xấu hơn. Trong khi đó, tại Viện Kiểm soát, Hàn Minh và cộng sự Lã Linh Linh do Cao Diệp thủ vai lại liên tục xảy ra bất đồng ý kiến, khiến cho các vụ án quan trọng bị trì hoãn kéo dài. Cuộc chiến giữa tình cảm và pháp luật, sự cân bằng giữa sự nghiệp và gia đình diễn ra cùng lúc khiến cho Hàn Minh phải đau đầu nhức óc, không thể xem nhẹ hay buông lơi bất cứ bên nào. Cuối cùng Hàn Minh quyết định mạo hiểm mọi thứ và dùng cách riêng của mình để đưa ra tiếng nói công bằng và chính nghĩa. Đặc biệt, những cảnh quay ngắn ngủi của Triệu Lệ Dĩnh trong phim đã tạo nên hiệu ứng viral cực mạnh, giúp thu hút nhiều khán giả đến rạp. Trong điều thứ 20, Triệu Lệ Dĩnh vào vai Hách Tú Bình, một người phụ nữ câm điếc, có chồng đi vay nặng lãi không thể trả. Sau khi đám lưu manh tới nhà đòi nợ, chúng còn cưỡng hiếp cô. Sau này, chồng vì trả thù cho Hách Tú Bình nên đã giết kẻ lưu manh, con gái của cô còn bị đám chủ nợ bắt cóc. Hách Tú Bình cùng đường đã nhảy từ tầng cao xuống, hy vọng cái chết của mình khiến những người có trách nhiệm động lòng. Vụ án của Triệu Hách Bình cũng là một trong những vụ án đau đầu Hàn Minh phải đối mặt trong phim. Phi Chỉ Nhân Sinh 2. Đạo diễn: Hàn Hàn. Diễn viên chính: Thẩm Đằng, Phạm Thừa Thừa, Doãn Chính, Giả Băng, Tôn Nghệ Châu. Nội dung phim Phi Chỉ Nhân Sinh xoay quanh câu chuyện của tay đua hết thời tên Trương Chỉ. Anh là tay đua từng hô mưa gọi gió trong giới đua xe. Nay chỉ có thể bán cơm chiên ở vỉa hè, Trương Chỉ quyết chí quay lại đường đua, khiêu chiến với tài năng thế hệ mới khi sự nghiệp của anh đã ở giai đoạn hoàng hôn. Trương Chỉ muốn tập hợp dàn cộng sự năm xưa, kêu gọi các thành viên của chiến đội Thần Long và tái hiện lại ngày tháng huy hoàng trước đây. Nhưng hiện thực lại vô cùng tàn khốc, Trương Chỉ đã gặp đủ vô vàn khó khăn trắc trở trong hành trình này. Vào 5 năm trước, phần 1 đã có cái kết mở khiến khán giả tiếc nuối khi nam chính Chỉ Tường do Thẩm Đằng thủ vai, phóng xe đua hết ga lao thẳng ra vách núi. Sau đó màn hình tối sầm lại và hết phim. Ở phần 2, đạo diễn Hàn Hàn đã viết tiếp cái kết lửng lơ ấy và khiến ai nấy thở phào vì Trương Chỉ vẫn còn sống. Tuy vậy, rõ ràng cú phóng xe mạo hiểm đã khiến anh gặp vết thương lớn sau lưng, thậm chí có nguy cơ giã từ sự nghiệp vĩnh viễn. Phi Chỉ Nhân Sinh 2 được xem như là quá trình Trương Chỉ lấy lại niềm đam mê của mình cùng với đội ngũ mới. Đặc biệt, phần 2 có Phạm Thừa Thừa tham gia vai chính bên cạnh Thẩm Đằng, anh chàng vào vai tay đua trẻ nhiệt huyết lại Tiểu Hải, người được Trương Chỉ tin tưởng truyền nghề. Trên Douban, khán giả đều đồng lòng công nhận rằng đạo diễn Hàn Hàn vẫn giữ vững phong độ, mang đến bộ phim tràn đầy cảm xúc từ vui vẻ, hứng khởi, hồi hộp và nhất là cảm động. Hành trình của những tay đua đầy đam mê được thể hiện tự nhiên, tạo cảm hứng, không cần đan xen những tuyến tình cảm dư thừa mà vẫn khiến người xem bị lôi cuốn theo. Cây nóng hôi hổi. Đạo diễn: Giả Linh. Diễn viên chính: Giả Linh, Trương Tiểu Phỉ, Lôi Giai Âm. Cây nóng hôi hổi kể về nữ chính Lạc Oánh, do Giả Linh thủ vai, một người phụ nữ trung niên đã ở nhà nhiều năm không có việc gì làm. Sau khi tốt nghiệp đại học và đi làm một thời gian, Lạc Oánh chọn cách rút lui khỏi xã hội và khép kín các mối quan hệ xã hội. Đây là cách tốt nhất mà cô tin rằng có thể hòa giải với chính mình. Nhưng sau lần cãi nhau lớn với em gái, Lạc Oánh đã bỏ nhà đi sống riêng, tự mình trải qua thăng trầm cuộc sống ngoài kia. Thế nhưng thân hình quá khổ, cộng với việc đã bị tụt hậu quá xa so với thế hệ hiện tại, đã khiến Lạc Oánh vô cùng tự ti, lạc lõng và mất phương hướng cuộc sống. Ngay lúc khó khăn nhất, Lạc Oánh gặp được huấn luyện viên đấm bốc Hạo Khôn do Lôi Gia Âm thủ vai. Trước sự thuyết phục dồn dập của huấn luyện viên, cô bắt đầu tập tành bộ môn đấm bốc và dần dần nảy sinh đam mê với sàn đấu. Ngay khi Lạc Oánh nghĩ cuộc sống của mình sắp đi đúng hướng, thì những thử thách xảy ra sau đó vượt xa sự tưởng tượng của cô và cuộc sống nóng bỏng của cô chỉ mới bắt đầu. Nhờ danh tiếng từ tác phẩm trước, Cây nóng hôi hổi của Giả Linh đã tạo được sự hứng thú cho khán giả. Song song đó, quá trình hoàn thiện bản thân cùng với sự kiên trì phấn đấu vươn lên của nữ chính Lạc Oánh cũng đã giúp rất nhiều khán giả tìm lại được sự tự tin, yêu chính mình hơn, cũng như tìm thấy được sự đồng cảm trong từng phân cảnh. Nếu bạn không có quá nhiều thời gian để theo dõi các bộ phim truyền hình dài tập, thì bạn có thể tìm xem thử các bộ phim điện ảnh mà mình đã giới thiệu ở trên, chắc chắn chúng sẽ đem đến cho bạn nhiều trải nghiệm thú vị và xúc động.